Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở hai clip tiết 1 và tiết 2 ở phần lý thuyết của cái việc mà đi tìm min max của hàm số, đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần bài tập em nha. Bài tập này khá dài nha em. Khá dài. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi sang ở câu 1.10 nè. Người ta yêu cầu em là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất nếu có cái hàm số sau. Khi mà người ta cho các em ví dụ như ở cái bài tập đây này, cái bài tập mà số 12 á, mà trên các cái đoạn này thì chúng ta mới sử dụng cái phương pháp đó chính là so sánh các giá trị của nó và giá trị của hai cái đầu mút này. Nhưng người ta không cho trên đoạn này thì bắt buộc chúng ta phải làm theo kiểu định nghĩa hoặc là dùng đạo hàm, sau đó chúng ta sẽ lập bảng biến thêm để chúng ta xét thì chúng ta mới tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của nó em nha. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu A này. Đối với dạng này thì bắt buộc chúng ta phải đi tìm tập xác định của nó. Đây chính là một hàm đa thức thì D này sẽ là bằng R. Được chưa nào? Chúng ta đi tính đạo hàm. Chúng ta có y phẩy sẽ bằng là đây là âm 2x cộng mấy cộng 4. Sau đó chúng ta sẽ cho cái y phẩy này bằng 0. Y phẩy bằng 0 nghĩa là âm 2x. Âm 2x cộng 4 này sẽ bằng 0. Thì từ đây chúng ta tương đương x này sẽ bằng mấy em? X ta sẽ bằng 2 đúng không? Ta chuyển số 4 này qua, ta lấy âm 4 chia âm 2 là bằng 2. Sau đó ở đây chúng ta sẽ tiến hành tính giá trị y của 2 bằng bao nhiêu nè. Y của 2 ta thế chỗ đây nè. Như vậy ra được là âm 2 bình phương. Cái này chúng ta có thể làm ngoài nháp em nha. Âm 2 cộng 3 ở đây. Như vậy đây là âm 4, đúng không? Âm 4 cộng cho mấy? Âm 4 cộng đây 8 cộng 3 là bằng 11. 11 trừ cho 4 là bằng 7. Đúng chưa? Về phần giới hạn lim ít tiến tới âm vô cùng, tại vì r thì nó sẽ chạy từ âm vô cùng cho tới dương vô cùng. Khi đó chúng ta sẽ tính lim của ít tiến tới âm vô cùng và ít tiến tới dương vô cùng. Thì ở đây chúng ta thấy là ở đây là âm, thấy không? Ở đây là âm vô cùng. Âm thì thằng này sẽ ra gì? Ra âm. Dương thì nó cũng ra âm. Như vậy thì đây chúng ta sẽ lập bảng biến thêm. Cái chỗ mà giới hạn đó thì chúng ta làm ngồi nháp giùm thầy nha. Ở đây là âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng. Rồi như vậy thì x ta bằng mấy? X ta bằng 2. Thì khi đó y phẩy này chỗ đây sẽ bằng 0. Ngoài cùng trong trái, ngoài cùng trong trái, phải cùng trái khác đúng không? Ở đây x ta là hệ số A, ta là âm này. Hệ số A của ta đây là âm thì chứng tỏ ngoài đây là âm và bên trong này sẽ là dương, đúng không? Dương thì nó sẽ như nào? Đi lên, anh đi xuống, đúng chưa? Như vậy chỗ này là âm vô cùng và chỗ này cũng là âm vô cùng. Như vậy thì chỗ này giá trị ta là 7. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là thằng này nó có gì em? Nó chỉ có cực đại này, nó chỉ có cực đại không có cực tiểu em, không có cực tiểu. Như vậy thì max ở đây nó chỉ có max y. Ở đây tập xác định của nó R sẽ bằng y của mấy? Y của 2 này. Và giá trị cực đại nó sẽ bằng 7 này. Nó chỉ có giá trị lớn nhất thôi, chứ nó không có giá trị nhỏ nhất em nha. Ở câu A, câu A chúng ta làm như vậy là xong rồi đó. Rồi, được chưa? Rồi ở đây thầy cũng trình bày chi tiết cho em này. Ta sẽ đi sang ở câu B nha. Ta sang câu B. Được chưa nào? Ta bấm cho màn hình lại để em ghi chép nha. Câu B. Ở câu B thì ở đây cũng là một câu ở dạng bài đa thức. Đa thức thì ở đây người ta đã cho trên cái này rồi, nên người ta không cần phải có tập tìm tập xác định nữa, là trên cái tập xác định này rồi. Như vậy ở đây người ta tính y phẩy sẽ bằng là gì nè? Câu B nè. 3x mũ 2 trừ 2 nhân 2 là bằng 4x, đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cho y phẩy bằng 0, thì tương ứng ở đây là 3x bình phương trừ 4x này sẽ bằng 0. Suy ra ở đây là x sẽ bằng 0 hoặc là x sẽ bằng mấy? 4 phần 3 đúng không? 4 phần 3. Từ đấy chúng ta sẽ tính như thầy cái giá trị của nó. Nếu ở đây là 0 thì ở đây vẫn lấy này,
không ở chỗ đây bằng lấy này, được không? Không chỗ đây bằng lấy thì y của không thì bằng mấy này, các em? Y của không chúng ta thế ở chỗ đây, ở đây không, ở đây không thì còn lại là số 1 này, đúng không? Đúng chưa? Y của 4/3 ta thế chỗ đây, nên đây là 4/3 mũ 3, cái này làm rồi nhé, trừ 2 nhân ở đây cho 4/3 bình phương cộng đây cho 1, như vậy đây bằng. Ta sẽ có thể sử dụng máy tính vào túi chúng ta bấm cho nó chắc, được không nào? Mở ngoặc phân số ở đây 4/3, đóng ngoặc lại mũ 3, trừ 2 nhân ở đây cho 16 phần 9 đúng không, cộng 1, đây em bằng -5/27 này, thằng này bằng -5/27, được chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lập bảng biến thiên ra, có hết rồi, giới hạn thì nhìn vô ta sẽ thấy rồi, x y phẩy đây y, ở đây không phải là dương vô cùng nữa nha, ở đây là không này, và ở đây sẽ là gì? Dương vô cùng này, ở đây không phải là âm vô cùng mà nó phải là không, tại vì cái tập xác định của nó là từ không tới dương vô cùng, được chưa? Như vậy thì ở đây giá trị ở đây sẽ bằng bao nhiêu nè? Ở đây không, ở đây là 4/3 đúng không? Chỗ này vị trí đây là không, chỗ này là không thì chúng ta thấy là ở đây là dương, thì chúng ta xác định cái khoảng ngoài trước, ngoài cùng trong trái, nhưng mà đây là dương thì nó đổi dấu ở đây là âm, đúng không? Như vậy âm thì xuống đây, lên đây, như vậy không đây là bằng 1, cái giá trị đây nó nhận được là -5/27, và đây sẽ là dương vô cùng này. Như vậy đây chính là gì? Min, nó chỉ có min chứ không có có mắc. Như vậy min của chúng ta nó nằm ở trên cái nửa khoảng là từ 0 cho tới dương vô cùng của y, thì nó sẽ bằng y của bao nhiêu? Y của 4/3, và giá trị của nó, giá trị nhỏ nhất của nó đạt được là bằng -5/27. Được không? Nghĩa là nó không có giá trị lớn nhất, không có mắc. Được chưa? Rồi. Ok. Đây nghe. Thầy giải như vậy là quá chi tiết rồi nghe, thực sự luôn, tại vì tính cái giá trị này nọ thì cái khâu công đoạn nó tính ngoài nháp một phát một là xong thôi nha. Ta sẽ đi sang câu C. Đó nè. Ta đi sang câu C. Ở đây là gì đây? Đây chính là hàm phân thức. Hàm phân thức thì chúng ta thấy rằng là cái ở đây là -1 nó x trừ 1 nó sẽ khác 0, nghĩa là x này sẽ khác 1 này. X sẽ khác 1. Đúng chưa? Như vậy đây trên cái thằng này có rồi nè. Như vậy đây giờ tính y phẩy đã hàm thằng này lên thì nó ra được là x bình trừ 2x cộng 3 đạo hàm nhân đây cho x trừ 1. Thằng hàng sớm cho nó gõ cái gì là bóp miết em. X bình phương trừ 2x cộng 3 ở đây nhân cho x trừ 1 đạo hàm ở đây, trên đây thì x trừ 1 bình phương đúng không? Như vậy y phẩy đây đạo hàm đây là ra được là 2x trừ 2 nhân đây cho x trừ 1 trừ đây cho x bình trừ 2x cộng 3 trên đây cho x trừ 1 tất cả bình phương, đúng chưa? Như vậy thì y phẩy này sẽ bằng, ta nhân vô thì ra được là 2x bình trừ 2x trừ 2x cộng 2 đúng không? Ở đây là trừ x bình phương cộng 2x, chúng ta đổi dấu ở đây trừ 3 trên cho x trừ 1 tất cả bình phương. Như vậy y phẩy chúng ta 2x bình trừ x bình là bằng x bình nè, thằng này hết, nó còn là trừ 2x 2 trừ 3 sẽ bằng trừ 1, lấy x trừ 1 tất cả bình phương. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho y phẩy đây bằng 0.
thì tương ứng cái tử này sẽ bằng 0 này, x bình phương trừ 2x trừ 1 bằng 0. Thì cái này nó sẽ ra 2 nghiệm nhưng mà người ta sẽ loại 1 nghiệm đúng không? Cái này người ta dùng máy tính ta bấm thì 1 nghiệm sẽ bằng bao nhiêu em? Đây, nó có sách mấy cái chứng menu 922 đúng không? Ở đây ra là 1 trừ 2 trừ 1. Đây, 1 cộng căn 2 của 2 và 1 trừ căn 2 của 2. Nhưng mà nó ra được ở đây là 1 trừ căn 2 của 2 và 1 cộng căn 2 của 2 thì thằng này loại này. Tại vì ở đây là lấy này. Tại vì sao loại? Tại vì ở đây nó nằm ở trong cái khoảng là từ 1 cho tới dương vô cùng này. Căn 2 nằm trong khoảng này thì chắc chắn thằng này sẽ loại. Hiểu chưa? Đấy, ok chưa? Khi đó chúng ta sẽ tính y của 1 cộng căn 2 của 2 thì chúng ta thế vô. Chúng ta thế vào chỗ đây. Ta thế ở chỗ đây thì chúng ta tính ra được ở đây sẽ bằng là 2 căn 2 của 2 này. Chúng ta tự tính nha. Chứ thầy cỡ đó là quá chi tiết rồi nghe. Ta lập bảng biến thiên ra. Chúng ta y phải ở đây là y. Ở đây là 1 này. Ở đây là 1 cộng căn 2 của 2. Ở đây là dương vô cùng này. Ở đây là 0. Ngoài cùng trong trái hệ số âm đây là dương này. Thì bên ngoài này sẽ là dương. Ở đây sẽ là âm. Như vậy âm thì nó sẽ nghịch biến, mũi tên nó sẽ đi xuống này. Dương thì đồng biến nó sẽ đi lên. Và cái giá trị chúng ta đây là 2 căn 2 của 2 ở đây. Đúng chưa? Nếu x tiến tới, nếu mà ta đi tính giới hạn á, x tiến tới 1 thì thằng này sẽ là ra là dương vô cùng. Còn nếu mà x tiến tới dương vô cùng thì thằng này sẽ là dương vô cùng. Được chưa? Và đặc biệt cái số 1 ở chỗ đây là nó không xác định này, chúng ta cho nó đặt chỗ đây. Tại vì ở đây x nó phải khác 1 này. Ở đây x nó phải khác 1. Như vậy ngay chỗ đây chúng ta phải cho thêm dấu gạch chỗ đây. Hai gạch chỗ đây. Như vậy cái hàm số này nó chỉ có min chứ nó không có max. Đây min này. Như vậy min của chúng ta từ cái khoảng là từ 1 cho tới dương vô cùng của chúng ta y ở đây á sẽ bằng là y của mấy? Y của 1 cộng căn 2 của 2. Và giá trị nó đạt được đây là 2 căn 2 của 2. Nó không có giá trị lớn nhất nha. Hiểu tại sao chỗ đây nó có hai cái gạch này không? Hai gạch này nghĩa là nó không tồn tại cái x bằng 1 ở chỗ đây. Tại vì cái tập xác định của chúng ta ở đây á, ngay chỗ đây là x nó phải khác 1 này. X phải khác 1 này, ngay chỗ đây này. Thấy không? Chỗ đây. Được chưa? Rồi. Đây nghe. Chi tiết ok chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu D, được chưa nào? Có 5 bài nhưng mà bù lại nó có rất là nhiều câu luôn, mà mỗi câu thì đâu có thể chạy nhanh được em, không chạy nhanh được. Dạng này mà chạy nhanh thì bó tay á, cứ phải làm từng bước như vậy cho chạy nhanh thì thua. Rồi ở đây á, câu D là dưới dạng là căn này. Căn thì chúng ta sẽ cho là 4x trừ 2x bình lớn bằng 0. Thì cái này chúng ta tương đương ở đây ngồi nháp nha, giải ngồi nháp trừ 2x bình phương cộng 4x sẽ lớn bằng 0. Chúng ta dùng máy tính và cái này chúng ta rất là hay gặp rồi, thì chắc chắn là x này nó sẽ lớn bằng mấy? Lớn bằng 0 và nhỏ hơn bằng mấy? Bằng 2 này. Như vậy cái tập xác định cái câu D này, cái tập xác định D của nó là bằng là từ 0 cho tới 2 này. Thì đối với cái bài này thì chúng ta có thể làm theo cái phần mà nó nằm ở trên cái đoạn cũng được. Làm theo cái dạng bài giống như bài 12 này. Nó là nằm trên cái đoạn này này. Chúng ta đi tính đạo hàm.
chúng ta đi tính đạo hàm cho đạo hàm bằng không, chúng ta tính x, sau đó chúng ta tính cái giá trị của nó, sau đó chúng ta so sánh. Còn không đó bài này chúng ta lập bảng bảng biến thiên cũng được, nghĩa là bài này có hai cách làm. Câu D này em hiểu không, hiểu cái thầy nói không? Câu D này có hai cách làm. Một là chúng ta sẽ so sánh các giá trị của nó, không cần phải lập bảng biến thiên. Hai là chúng ta lập bảng biến thiên ở câu D này. Thì giờ chúng ta sẽ tính cái y phẩy, đây là căn bằng 2 của u đúng không, căn bằng 2 của u thì bằng u phẩy là 4x trừ 2x bình phương đạo hàm trên cho 2 nhân ở đây cho gì em, nhân ở đây căn bằng 2 của 4x trừ 2x bình phương, như vậy đây ra được là 4 trừ 4x trên ở đây cho 2 căn bằng 2 của 4x trừ 2x bình phương. Như vậy y phẩy chúng ta đây ta rút gọn, chia 2 thì chúng ta đặt 2 ra chung luôn, để đặt 4 ra chung lấy 4 chia 2 thì trên còn 2 này, còn lại 1 trừ x này, trên căn 2 của 4x trừ 2x bình phương đúng không. Bây giờ chúng ta cho y phẩy bằng 0, y phẩy bằng 0 thì từ đây chúng ta tương đương lấy này bằng 0 thì ta có là 1 trừ x này sẽ bằng 0, tại vì 2 này số 2 này bằng 0 thì lấy 0 chia 2 thì bằng 0 rồi, từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 1. X bằng 1 thì từ đây chúng ta suy ra đây là y của 1 sẽ bằng mấy, y của 1 chúng ta thế ở chỗ đây đúng không, nhưng mà nó ra được căn 2 của 2 này, tại vì chúng ta lấy 4 trừ 2 là ra căn 2 của 2. Bây giờ chúng ta lập bảng biến thiên thôi. Nếu như vậy thì chúng ta đi tính giới hạn, ta tính giới hạn của hai cái đầu múc này, hay chúng ta đi thế vô để chúng ta tính y của 0 và y của 2, thì chúng ta thế vô chúng ta tính ra được hai này giá trị là bằng 0 hết, được chưa nào. Khi đó chúng ta lập bảng biến thiên, ở đây là x, ở đây là y phẩy, đây là y, ở đây là 0, ở đây là 2, ở đây là 1. Hai thằng này chúng ta không, nên là có dấu bằng ở chỗ này đúng không. Thì x bằng 1 thì y chúng ta là bằng y phẩy bằng 0 và y này là bằng căn 2 của 2. Giờ xét dấu nè, ở đây là âm này, các em thấy ở đây dấu âm không, dấu âm thì ngoài cùng này, trong trái này thì thằng này sẽ dương, thằng này là xuống, dương thì đi lên mà âm đi xuống thì thằng này căn 2 của 2. Ở đây là 0 và đây là 0, chứng tỏ ở đây là giá trị lớn nhất này, và hai này là hai giá trị nhỏ nhất, đây là min này, vị trí này là min này, ở đây là min này. Khi nào mà nó đi xuống dương âm vô cùng thì nó không có, nhưng mà đây là xuống cái giá trị là 0 thì nó chính là min, còn thằng này sẽ là max này đó. Max chúng ta là bằng căn 2 của 2, còn min chúng ta là bằng 0 nha. Được rồi. Rồi. Đây em. Câu D em. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2. À, cái bài đó phải bài số 2, đó là bài 11. Các bạn em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.